Xin chào tất cả quý vị anh chị các bạn nhé. Hôm nay thì Kiên đang đi trên đường Lãnh Bình Thăng, quận 11 thành phố Hồ Chí Minh này. Ở đây thấy một chú tàn tật bán vé số, thấy rất là tội nghiệp nên là muốn lại mua vé số giúp đỡ chú này. Ở đây thì chú cụt chân rồi cả nhà ơi, chân chú đi bằng cái chú lê lết, chú đi rất là tội nhé. Đây cả nhà thấy không, chú đi khá là tội, khá là tội nghiệp. Đây cả nhà thấy là chú đi rất là khó khăn nhé. Đây có em bé lại giúp đỡ chú này. Anh chào chú. Anh chào chú. Năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi? 47. 47 tuổi. À, chú bị liệt là lâu chưa? Bẩm sinh. Bẩm sinh hả? À, bẩm sinh. Rồi, chú bán hôm nay chú bán được nhiều vé số chưa? À, được vài 300 tờ đúng không? Dạ. Nhà chú ở đâu? Đường gì chú? Đường Lê Văn Quế. À, Lê Văn Quế. À. Anh là phóng viên à? À, dạ. Ông con đi vào đường con thấy chú bán vé số, con muốn ủng hộ chú ít một ít tờ. Dạ. Để, cảm ơn tâm chú. Dạ, chú có gia đình không, gì không? Gia đình thì mấy đứa cháu. À, gia đình riêng thì không có, nhưng mà gia đình chung thì có mấy đứa cháu. À, thế là chú quê ở đâu, quê gốc ở đâu? Quê là ở ngoài Bắc. À, quê ngoài Bắc, quê Thanh Hóa. À, thế là vào đây là chú để ở trọ à? À, ở với mấy đứa cháu rồi hàng ngày đi bán vé số này đúng không? À, chú ở Thanh Hóa nhưng mà ở huyện nào? À, Thường Xuân hả? À, con cũng ở Thanh Hóa đây. Con ở Như Thanh. Như Thanh, Như Thanh. Đúng rồi, vùng cao ở trên trên núi á. Thế là chú hôm nay là chú bán còn bao nhiêu tờ nữa? Còn 40 tờ nữa. À, 30-40 tờ nữa. À. Sắp cũng bà đồng. Bà đồng kia bà. Đây bà xã con. À. Thế mày bà đi đâu chưa? Con vào được 10 năm rồi. À. Thế là công việc cũng ổn. Dạ, công việc con ổn. Cảm ơn chú. Có nghĩa là chú bị cái này là bẩm sinh. Bẩm sinh à, từ nhỏ sinh ra. Cái này ai làm cho chú đây, cái chân này này? Nghiên cứu ra, đầu bảo người ta làm cho. À, mình nghiên cứu ra là bảo người ta làm cho cái này. À, thế chú đi như này có đau chân không? À, bình thường. À, con ủng hộ chú ít tờ nhá, chú cho con xin con ủng hộ chú ít tờ vé số. Dạ. Yeah. Em lại chọn ít vé số này. Không để đó không sao đâu. Này ủng hộ chú 10 tờ đi. 10 tờ hả? À. Chọn đi hên đến mai chúng độc đắc đi làm từ thiện tiếp. Số nào cũng giống nhau không chú? Con thấy là giống nhau hết trơn á. Đâu có, em lấy mỗi mới thứ mấy ít. Giống nhau hết. Đâu có, khác mà, dưới này khác này. Đấy mới cái này 2 tờ, này 2 tờ, mới thứ 2 tờ. 2 tờ cũng có tiền. Dưới đây này. Cái này là đài gì đây? Đài này là Bà Rịa Vũng Tàu à? À, Bến Tre này. Đây Bến Tre nữa này. 70 nhá. Chú ăn gì chưa? Ăn rồi. Ăn cơm hay ăn gì? Bữa thì phở, bữa thì bún, bữa thì cơm. À. À, lấy thêm lấy đủ 10 tờ đi. Đấy, ủng hộ chú Lê Hên. Ủa, cái trên đầu là ai đeo cho chú, ai làm cho chú? Cứu
làm luôn. À, tự nghiên cứu làm luôn. Mua trên mạng luôn. À, mua trên mạng làm luôn. Ồ. Mua trên mạng làm luôn. Chú quê ở Thanh Hóa. Cho đến này để người ta đi đằng sau thấy. Đúng rồi, cái này để cho ta đi đằng sau ta thấy cũng là cũng nguy hiểm, đi ngoài đường nguy hiểm lắm. Đây hai vợ chồng ủng hộ chú 10 tờ nhé. Rồi em lấy bóp rồi. Con thấy là chú đẹp trai lắm. Vui tính nhá. À. Phải vui chứ. Khi nào mình cũng phải vui. À, khi nào cũng phải vui. À. Vươn lên cuộc sống. À, vươn lên cuộc sống. À. Vậy là tuyệt vời rồi chú ạ. Con thấy là chú là hói đầu là rất là có tướng nhá, thông minh nhá. Hói từ nhỏ. À, hói từ nhỏ. Hói đầu nhìn giống rất là có tướng. Đó, chú không? Đây, đây, đây. À. 10 tờ. Đấy, lâu lâu có về quê thăm không? Con mới về quê. À. Thế chú đi thế này mấy giờ chú về? Còn 9 giờ. À, 9 giờ về. Về là tắm rửa là ngủ nghỉ ngơi đúng không? Mai mấy giờ chú đi bán? 6 giờ. À. 10 giờ trưa là về. Dạ. Cái này là con gửi 10 chú 10 tờ vé số nhá. Với lại là không con tặng luôn chú 100 ngàn nữa. Gọi là hôm nay là coi như là chú bán hên nhá. Dạ. Cảm ơn vợ chồng nhá. Dạ. Là tổng cộng là 200 nhá, đủ nhá. Dạ. Chúc mọi người chồng mình khỏe và lúc nào cũng vui vẻ. Dạ. Mọi người chồng có con nhá. Chưa, mà con sắp. Chúc mọi người luôn chúc bên nhau. Dạ. Con cảm ơn chú nhiều. Cái đèn chú làm nó cũng sáng quá ha. Nó nháy cũng đi xa mà cũng đi xa thấy đó, đi xa thấy. Đúng rồi, đảm bảo an toàn. Thế chú đeo vậy có đau đầu không? Đeo được đúng không? Cái chân chú đấy, cả nhà thấy cái chân của chú nó chú bị bại liệt từ nhỏ. Tay của chú nó có cầm nắm được không? Tới bên này là không cầm được cái gì cả. À, không cầm được, khó cầm đúng không? Hai vợ chồng bà trên này là làm nghề gì? Bọn con kinh doanh. Dạ. Rồi chú nhét được vào rồi. Còn ít tờ nữa chú đi bán nhanh hết nhá. Dạ. Đây này, thấy cái thằng cả nhà thấy thương không? Chú lên vậy đi đấy. Chứ đâu phải là đi nhanh được đâu. Chú lên vậy đấy. Thấy chú rất là tội nhá nhỉ. Cái đèn nháy chú đeo được sau để cho bảo đảm an toàn. Mọi người đi xa thì mọi người thấy chú, mọi người nhìn né nhé. Không là rất là nguy hiểm. Đấy, cả nhà thấy là thương quá trời luôn. Kiên hỏi chú thì chú cũng cùng quê với Kiên ở Thanh Hóa. Mà thấy là chú tuy là vậy, tuy bị như vậy nhưng mà thấy là tinh thần của chú rất là vui vẻ. Chú nói chuyện đâu ra đó nhá. Rất là lạc quan, yêu đời. Cuộc sống thì nói chung là cũng không biết được điều gì. Nhưng mà dù trong hoàn cảnh nào thì cũng luôn lạc quan, yêu đời, vui vẻ. Kiên học hỏi được ở chú rất là nhiều cái bài học.
đi nãy giờ là cũng là khoảng Kiên thấy là đi cũng gần được 5 phút rồi, nhưng mà chắc đi cũng được khoảng 20 mét. Tôi đi rất là chậm nhé. Tuy là gọi là chú bị như vậy nhưng mà chú vẫn đi bán vé số hàng ngày, vẫn thể nuôi được bản thân và cũng có thể giúp được người khác nữa đấy. Mình thấy là như vậy là rất là tốt, rất là khâm phục cái nghị lực của chú. Rất là cảm ơn tất cả quý vị anh chị và các bạn đã theo dõi video. Chúc cả nhà có một đêm ngon giấc, đặc biệt là mọi người đi qua cái con đường Lãnh Bình Thăng. Nếu mà thấy chú đi bán vé số thì hãy nhớ giúp đỡ chú nhé. Mỗi người một chút xíu gieo đi yêu thương, trao những cái gieo những hạt giống tốt cho đời, để cuộc sống thêm nhiều niềm vui, thêm nhiều ý nghĩa nha cả nhà. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nhé. Đấy, cả nhà thấy là đường trước là có cũng khá là nhiều anh chị, thấy chú đi qua cũng mua vé số ủng hộ, giúp đỡ chú rồi. Cái tay của chú như vậy là cái tay cũng không có được bình thường. Chú kéo cái xét của cái ví thì cũng rất là khó kéo. Đây, những hành động đẹp của mọi người mua vé số ủng hộ chú nhé. Người Việt Nam mình sống có nghĩa có tình, rất là tuyệt vời.